thì mình làm nhỏ nhỏ một chút để cho nó còn nhiều diện tích mà mình trồng cây hơn. Ôi dồi ôi, chết rồi, nghìn mắt xem rồi. À, gần nghìn mắt xem này, các bạn cho mình một lượt follow nhé. Của mình chắc là gần đủ 700k người đăng ký rồi đấy. À, tiện thông báo với các bạn là mình chỉ có một cái kênh TikTok duy nhất này thôi, và không có kênh phụ nào hết, để cho các bạn khỏi nhầm lẫn, không tránh các bạn này bị đi bị người ta lừa mua bán sản phẩm gì đó, sau các bạn chuyển tiền cho người ta, sau này các bạn lại trách mình. Nhiều trường hợp đấy xảy ra lắm. Đây là khu vực mà mình đang san sẻ để đổ bê tông, sau đó là mình làm một cái bàn tập tạ này đấy, bàn chạy bàn đu xà đơn xà kép này đấy, thì là mình tập tạ, tập thể dục thể thao ở đây. Thì bên này là cái khu vực mà mình gọi là khu vực gì nhỉ, sinh thái ở nhỉ, mình gọi sinh thái mới có quá không. Thì trước cửa nó là một cái ao mới dạng cau, đấy là cái dự tính của mình, nhưng mà đang triển khai dần rồi. À đây, đưa các bạn vào thăm đà điểu. Ôi dồi ôi, 1k 2 mất xem rồi, chết rồi. Đồng mắt xem quá, mình nói chuyện là nó bị run ấy, ấp úng ấy. Mình hoạt động ở trên mạng xã hội này lâu lắm rồi, 5 năm rồi, nhưng mà mình toàn nói chuyện một mình nhé. Có bao giờ nói chuyện trước mặt đông khán giả như thế này bao giờ đâu. Mấy giờ rồi anh? 18:39 các bạn à. Em chào anh, chào em. Bây giờ là 18:39. Đây này, vé là điều mà cái nứa trước của mình mua trứng về xong ấp lở ra đấy. Giờ một mình nó ở trong cái chuồng này là vẫn vừa đẹp. Tí nó lớn lên thì chắc là mình phải bán đi, bởi vì mình đang ấp được trứng đà điểu lở rồi, cho nên là nhiều xong mình cũng phải bán bớt để cho người ta nuôi. Ui rồi ui, các bạn không cần tặng quà đâu, cho mình một lượt tim rồi. Ui rồi chết rồi, thế này thì trông lắm mà nên 2k mắt xem rồi. Yeah, cái con dê nó kêu đấy. Ui rồi ui, ca chín rồi. Chú đà điểu mới nở ở đâu? Đà điểu mới nở của chú thì ở trong này, nhưng mà giờ chú quay thì nó lại nộ mất nội dung của hôm, của ngày mai, bởi vì hôm nay chú nghỉ, đúng không? Nếu mà chú lộ nội dung thì sau mai mọi người lại không hóng nữa. Tức là mình gọi là hóng, nói từ hóng mắt nết thế nhỉ, chú xin lỗi nhá, mình xin lỗi nhá. Tức là mọi người không hóng cái nội dung video nữa. Khó xử nhá, làm nào ra nhỉ. Cái máy ấp trứng đà điểu của mình trong này. Tối hôm nay có video, hôm nay không chó, hôm nay chú nghỉ. Thì các bạn cho mình khất nhá, cái vụ quay con đà điểu cho mình khất, đến mai mình đăng đi, bởi vì là mình quay video thì nhìn nó nét hơn, rồi các bạn xem phát trực tiếp này nó không có được nét đâu. Chết rồi, 2k1 lượt xem rồi. Xong mình vòng lên đây để sau mình chào các bạn đây, không đông quá xong mình nói chuyện nỡ lời. Chết, chết đấy. Sợ lắm. Mình rất ngại những cái vấn đề tranh luận trên mạng xã hội. Nếu gặp những vấn đề tranh luận hoặc là mình có lỡ sai cái gì mình không sửa được ấy, sau là mình không dám xuất hiện nữa. Hôm nay mình muốn thông báo với các bạn là đây là cái kênh TikTok chính thức của mình. Và mình xin các bạn là mỗi người ở đây đang xem cho mình một lượt follow nữa, nhưng mà ai chưa follow mình, để kênh của mình đủ 700k người theo dõi ở trên TikTok. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chết rồi, tim đập nhanh rồi. Có khả năng là mình phải xuống like đây, chứ không thở được. 2k1 mắt xem rồi. Cảm ơn các bạn nhé. Còn cái chuyện đà điểu mình chưa quay được thì chắc là các bạn cũng hiểu đúng không? Bởi vì là mình muốn mình hoạt động chính ở trên cái nền tảng kia cơ. Cái nền tảng này thì mình để giao lưu với các bạn ấy, thì nó sẽ là những cái khoảnh khắc mà cuộc sống đời thường của mình. Sao mà hôm nay nói chuyện run thế nhỉ? Chắc là mình phải xuống live đấy các bạn, chứ mắt xem nó đang tăng lên rồi. Cảm ơn Lê Duy nhé, cảm ơn em, cảm ơn Tu Nguyễn nhé. Cảm ơn em và cảm ơn các bạn rất nhiều. Chắc là mình xuống đây, cảm ơn các bạn.